Xin chào các bạn, tiếp tục series các video hướng dẫn sử dụng phần mềm chỉnh sửa video VSDC thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một vài tính năng cơ bản về hiệu ứng chạy text ở trong phần mềm VSDC này. Thì ví dụ cái phần hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn chính phần text effect này. Thì trong đây có 3 phần scrolling, separation và width effect. Thì để chạy các hiệu ứng này kỹ hơn, để các bạn hiểu kỹ hơn thì mình đầu tiên mình sẽ soạn một dòng text ở đây. Đây ví dụ mình đã xếp một dòng text ở đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào từng cái hiệu ứng này mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đầu tiên là nếu ví dụ như các bạn viết vào như này thôi, nếu các bạn để chạy video không à, thì nó chỉ đơn giản như là một chữ ở trên video nhé. Bạn có thể sử dụng một vài hiệu ứng cơ bản của text effect này các bạn sử dụng để làm các hiệu ứng hay hơn. Ví dụ đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái scrolling này. Thì các bạn muốn chạy hiệu ứng của nó, các bạn click vào text này, sau đó các bạn chọn vào các effect scrolling. Đây là các bạn sẽ thấy cái dòng timeline của nó này. Ví dụ các bạn cứ chọn ok nhé, thì khi ví dụ mình cho các bạn chạy này, đấy chạy chữ bây giờ nó sẽ hiển thị theo cái kiểu như là nó sẽ chạy từ từ dần dần theo video ấy. Đây là, nhưng mà nó chạy như này thì nó sẽ hơi lâu đúng không các bạn? Để chạy đây video đang duration 10 giây. Nếu các bạn chạy cái hiệu ứng này 10 giây thì nó cứ chạy từ từ này thôi, thì nó khá mất thời gian. Trong trường hợp các bạn muốn chạy nhanh hơn thì các bạn có thể chọn cái sửa cái duration của cái text scrolling này. Ví dụ các bạn để ý trên thanh profile window này, các bạn có thể chỉnh vào đây khoảng tầm là 4 này chẳng hạn. Đấy, thì giờ nó sẽ chạy nhanh hơn này. Để tầm 4 giây thôi thì nó sẽ chạy xong được cái này. Nếu các bạn muốn nhanh hơn hoặc chậm hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa cái trên cái thanh duration nó. Thứ hai các bạn có thể dùng nó là ở trong các tính năng này, nó là tính năng về separation. Nên là cái tính năng này thì nó sẽ hiệu ứng tự nhiên các bạn làm rơi chữ ấy. Nhưng nó cũng sẽ chạy dần dần và sẽ làm rơi chữ. Bây giờ mình sẽ chỉnh lên ngắn hơn cho nó chạy nhanh hơn, nhìn đẹp hơn. Để mình để format ok này. Giờ các bạn chạy video nhé. Đấy, thì nó sẽ chạy từ rơi từ trên xuống. Đấy là tính năng về separation. Tiếp theo là tính năng về width effect này, thì nó cũng là một tính năng tương tự. Mình chọn width effect này. Cái này cũng về cho khoảng tầm 4 giây đi. Ok này. Sau đó các bạn cho chạy video. Đó, chúng sẽ chạy từ từ chữ hiển thị lên với cái hiệu ứng này thôi. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho bạn về ba cái text effect rất hay. Nó là decoration, separation và cái effect. Thì các bạn có thể sử dụng ba cái hiệu ứng text này để làm cho các dòng text ở trên video của bạn nó di chuyển hoặc là có hiệu ứng nhìn đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và các bạn có thể like, subscribe kênh mình để cập nhật các video hướng dẫn mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chào tất cả các bạn.